channel và hôm nay là part 2 của cái vlog Linh nói về các nhà hàng ngon nhất ở Vegas. Và đây, District 1 là một nhà hàng của người Việt Nam, là bạn của Linh mở. Không phải vì bạn Linh mở mà Linh giới thiệu đâu nha. Bởi nhưng mà cái này rất rất là ngon, có phở, có bún và fusion Vietnamese food. Các bạn đi theo Linh nha. Đó, các bạn thấy không, đi vào mà không đặt trước là lúc nào cũng xếp hàng 1-2 tiếng luôn đó. Lúc nào cũng fully book. Rất nổi tiếng ở Vegas là điểm dừng chân đầu tiên cho các bạn đến nha. Đây là toàn cảnh bên trong nha. Và mình đi sáng sớm, đến đây là 10:30, 11 giờ mở cửa thì nên là ít, không bị đông khách lắm. Mọi người phải đặt trước bàn nha. Đây, giới thiệu các bạn bố chồng mình nhé, đang tranh thủ sống ảo nhé. Cơm chiên oxtail, cơm chiên đuôi bò. Nó có cái nó cứng luôn, cứng là mình. Cái nào tròn mới không? Rồi vất vào đấy. Nè, cái đùi gà ra ăn đi. Mọi người có thể thấy ở trong đây cái thiết kế của nó rất là đặc biệt, có tất cả các loại sách xung quanh. Mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều sách xung quanh cả một cái nhà hàng, trên có 2 tầng luôn, mà sách từ ở dưới đất lên trên đến lầu luôn nha mọi người. Mọi người có thể thấy cái thiết kế rất là đặc biệt, như ở trong cái thư viện của Harry Potter vậy đó. Ok, chúng ta đến bàn của Linh nha. Đây là bánh mì cheese của Anh Quốc rồi. Linh đi học bên, du học ở bên Anh đã được ăn rồi. Và cái nhà hàng này nó đóng cửa 1 năm rồi mới được ăn lại. Mọi người ơi, rất là ngon, nó có cheese vie của kỵ sĩ trong đó. Ăn cho mọi người coi. Trời ơi, cái bánh này ăn tôm cho mọi người coi.
sốt với cả gừng. Gừng và mật ong thì bạn. Nó ngọt ngọt. Ngon quá. Có Tabasco không anh? Ở đây tôm hùm người ta làm bằng người ta hấp lên xong để lạnh, sau đó là cho sốt gừng, sốt gừng và mật ong ăn nó nồng nồng. Ngon không bạn? Nhớ main course đã rồi mọi người ơi. Brussels sprout, roasted chicken, cải ron nỗng, cheese, and American way you short rib. Trong lớp gà có lớp da, thịt gà này, thịt gà và crumb bread với cả gan nỗng và trên là lớp da giòn, siêu ngon luôn. Ở đây ăn trưa ở quảng trường nước Ý. Đây là nhà hàng mình sẽ ăn trưa nay. Kia là mẹ chồng tôi các bạn ạ. Đây tranh thủ selfie. Rất thích ạ. Ăn đâu nào. Thưa mọi người, hôm nay Linh quên mic ở nhà. Cố gắng nói to cho mọi người nghe. Trưa nay mình sẽ ăn lunch ở nhà hàng Ý ngay quảng trường. Ok, brunch ở ngay quảng trường của Connecticut khách sạn. Quảng trường đây. Nói butter. Thank you.
chú này. Hôm nay mình có một vị khách rất là đặc biệt, đó là cameraman của mình, đó là mẹ chồng của mình. Đây đây, mình giới thiệu cho các bạn coi, mẹ chồng của mình. Hello. Chào lần cả nhà đi chơi. Mẹ chồng của mình xanh điệu chưa? Đó. Hello các bạn, hiện giờ Linh đang chuẩn bị để đi ăn tối và chút nữa sẽ đi coi concert của Bruno Mars. Người ta sẽ không cho mang camera vào, nên là Linh sẽ để camera và mic ở nhà. Và Linh sẽ chỉ quay bằng điện thoại ở ngoài thôi, chứ còn không cho coi ở bên trong luôn. Bây giờ Linh đang get ready và hôm nay là ăn vị của Linh buổi tối nay là của Kaylee Stereo. Ok, đeo cái mầm cho nó ẩm hố một xíu, cho nó hợp với bộ đồ. Theo nhận đi luôn. Đây là đôi bông tai được chuộng nhất của Linh thời gian này, của Prada. Này rất thích đồ của Prada, mắt phụ kiện, bông tai, kẹp tóc giống như của Prada hết. Ok, đeo thêm cái nhẫn nữa và một cái nhẫn của Prada. Ok, đăng. Ok anh. Gặp lại các bạn ở dinner. Mình ở khách sạn Aria và mình đang bộ qua Park MGM để đi ăn tối và xem concert. Xem concert ở gần đó nên mình sẽ quyết định ăn tối ở bên Park MGM trong nhà hàng Hàn Quốc. Bàn đánh bài cũng có Bruno Mars luôn. Bạn có thể nhìn thấy bố chồng mình rất thích chụp hình. Đây là casino của Park MGM. Tối nay chúng ta sẽ ăn cái nhà hàng này, Best Friend Barbecue Food and Snack, nhà hàng Hàn Quốc Fusion. Bước vào nhà hàng là một cái bar bán snack and bar. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ ăn ở nhà hàng Best Friend. Ở đây có một cái phong cách rất là đặc biệt về nó làm có bàn DJ và nhạc đánh luôn. Mọi người theo mình nhé. Mọi người có thể nhìn thấy từ xa ở đây là có một cái bàn DJ nè, rất là cool luôn, đánh nhạc. Yeah.
nên là Linh sẽ không có nói nhiều trong cái clip này, ở dinner này. Linh sẽ quay thôi nha, bởi vì nhạc DJ đánh mầm luôn á. Là enjoy, rất là enjoy. Mọi ai mà thích cái nhà hàng nào mà vừa ăn vừa enjoy của trẻ trung á thì hãy đến đây nha. Rất là highly recommend. Nó vừa đó, mọi người thấy không, rung rung lắc lắc bởi vì là nhạc đánh chứ không phải do camera bị rung nha. Đây là cơm chiên tôm hùm giáp vàng 24K, là món ăn đặc biệt chỉ có ngày concert của Bruno Mars mới có. Xoát vé vào xem.
Linh giới thiệu với mọi người với tất cả những nhà hàng, chỗ ăn ngon và chỗ đi chơi ở Vegas cho mọi người coi. Nếu mọi người thích thì nhớ subscribe and like cái kênh YouTube này của Linh nha. Thank you.